Để góp phần tháo gỡ những trở ngại trong quá trình tiếp cận công lý của người dân, thời gian qua, chính phủ đã có những nỗ lực không ngừng trong việc tăng cường và đảm bảo quyền tiếp cận công lý. Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan pháp luật và tư pháp khác của Việt Nam thực hiện vào danh mục các dự án yêu cầu chương trình phát triển của Liên hợp quốc UNDP tài trợ giai đoạn 2009-2014. Đây là một trong các dự án quan trọng nhất của UNDP, hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng liên quan đến quản trị quốc gia, một trong các cấu phần chính của kế hoạch chung thực hiện sáng kiến một liên hiệp quốc tại Việt Nam đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP, cơ sở pháp lý để xây dựng dự án này. Trong khuôn khổ dự án có rất nhiều diễn đàn và hội thảo về tăng cường tiếp cận đã được tổ chức như diễn đàn đối tác pháp luật, hội thảo tập huấn về các phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của ngành tư pháp. Hội thảo triển khai Nghị định số 59 2012 NDCP ngày 23 tháng 7 năm 2013 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ngoài ra, ngày 22 tháng 11 năm 2012, Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada, CIDA, phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết dự án Church về phát triển tư pháp và sự tham gia của cơ sở. Đây là dự án do Chính phủ Canada hỗ trợ với nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao năng lực của cán bộ pháp luật mà quan trọng hơn là đảm bảo công bằng cho mọi người dân, nhất là người dân ở cấp cơ sở. Các hoạt động của dự án góp phần tăng cường hơn nữa các cơ hội tiếp cận pháp lý của người dân khi chủ trương hướng tới địa bàn ở cấp cơ sở như xã, phường, thị trấn, đặc biệt là những địa bàn ở vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Việc tiếp cận thông tin pháp luật, dịch vụ tư pháp của người dân còn hạn chế và chưa thuận lợi đối tượng thụ hưởng chính mà dự án hướng tới là phụ nữ, nông dân cũng là những đối tượng được đảng và nhà nước dành nhiều quan tâm, đầu tư về mọi mặt, trong đó có quyền pháp lý. Mục tiêu hoạt động của dự án, vì vậy có nhiều đồng thuận phù hợp với mục tiêu cải cách tư pháp mà đảng và nhà nước Việt Nam kiên trì, tích cực theo đuổi. Là tiếp tục cái hướng mà đã thực hiện đó là trong đó là có cải cách pháp luật, tức là pháp luật phải tốt hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, cũng là để tăng cường cái tiếp cận công lý này và cải cách tư pháp cũng là để tiếp cận công lý và cũng một vấn đề liên quan đó thì chúng tôi cho rằng cải cách thủ tục hành chính nó cũng là vấn đề liên quan đến cái vấn đề tiếp cận công lý. Chính phủ ngày càng có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm mục đích giúp quyền tiếp cận công lý của người dân được thực hiện tốt hơn, củng cố niềm tin của người dân vào công lý. Tôi cho rằng với một sự nỗ lực toàn diện, đồng bộ như vậy thì càng ngày càng tăng cường cái quyền tiếp cận công lý của người dân và cũng là tăng cường cái sự bảo đảm cái quyền của người dân. Ngoài những nỗ lực đó, người dân rất mong mỏi chính phủ có biện pháp hiệu quả hơn để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong cơ chế và chính sách để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận công lý. À ờ, hiến pháp mới nhất 2013 của chúng ta đó thì cũng có à, nói rõ là cái vấn đề về 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 quyền À, lập pháp hành pháp và tư pháp à, như vậy và trong cái thông điệp đầu năm à, của thủ tướng chính phủ thì ông cũng có à, đặt lại vấn đề này à, là ba cái à, nhánh À, hành pháp, lập pháp và tư pháp phải là hỗ trợ nhau và kiểm soát lẫn nhau. À, cũng như ông nói rằng cái cái quyền dân chủ của người dân thì à, khi mình muốn hạn chế thì nó rất là thận trọng. Người dân thì có quyền được quyền làm những gì mà luật pháp không cấm. Trong khi đó cán bộ thì phải làm những gì mà luật pháp cho phép. Được. Như vậy thì theo anh thì những cái khái niệm này nó, à, nó có tạo ra một cái sự mới mẻ ở trong cái à, tâm thế của của công chúng không thưa anh? Đúng là thông điệp đầu năm của thủ tướng có một cái, đã đề cập rất hay các vấn đề về kinh tế chính trị xã hội trong đó còn nói đến vấn đề về luật pháp thì uh, thủ tướng có đề cập đến vấn đề là các vấn đề về uh, lập pháp hành pháp tư pháp là ba nhánh này phải độc lập nhưng uh, trong đó phải có cái kiểm soát uh, phải có sự kiểm soát lẫn nhau thì ở đây chúng ta phải nhìn thấy rằng là ở Việt Nam các nhánh quyền lực từ trước đến nay chúng ta là cái sự phân công phân nhiệm chúng ta có thế nhưng mà cái sự độc lập thì chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa để uh, một uh, chưa để độc lập hoàn toàn như các mô hình của các nhà nước tư sản khác. Uh, tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy rằng là đảng đã cố gắng là làm sao điều hòa các cái nhánh quyền lực, điều hòa các mối mối quan hệ đấy để phát triển theo một định hướng chính trị mà chúng ta theo đuổi. Uh, thì ở vai trò của uh, chúng ta nói về quay lại câu chuyện về công lý, thì ở đây chúng ta mong muốn ở một cái trong cái nhánh mà đảm bảo được cái công lý cho người dân, thì thông thường ta nghĩ đến đó là nhánh quyền lực tư pháp tư pháp vâng là tòa án thì tòa án Việt Nam hiện nay chúng ta là đã cố, gắng trong một cái phát triển ra là, là đi theo một cái xu hướng độc lập cơ quan tổ chức tòa án là độc lập thẩm phán là phải độc lập tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có những nhiều yếu tố mà hiện nay thì chúng ta đang có hẳn một cái chiến lược về cải cách tư pháp đến năm 2020 là làm sao để chúng ta hoàn thiện được các cơ các cơ quan tư pháp trong một cơ quan tòa án với vai trò rằng trong lấy nhiệm vụ cơ quan tòa án sẽ là trọng tâm cho việc cải cách và phải có tính tương đối độc lập để bảo đảm được các cái uh, việc xét xử và làm được cái công bằng và làm được công lý cho người dân. Vâng, hy vọng là chúng ta khi mà chúng ta có cái hiến pháp uh, 2013 đó uh, với một cái uh, xác định cái quyền uh, công dân cũng như là quyền của con người đó nó rõ ràng. À, thì như vậy thì anh có thấy rằng là nó sẽ làm cho cái quyền tiếp cận công lý trước hết à, của người dân á, được là à, nhiều hơn, được thực hiện tốt hơn không anh? Các cái giới về à, thực thi pháp luật chúng tôi rất là mong muốn là với cái hiến pháp mới 2013 sẽ là một cái cú hích, một cái tác động rất nhiều trong việc thay đổi, sửa đổi các cái luật à, à, thực hành. Ví dụ như là các cái luật mà làm sao nhằm bảo đảm được cái, cái công lý cho người dân chẳng hạn như là luật uh, sửa đổi cái luật tổ chức tòa án, chẳng hạn như là chúng ta sửa đổi các luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự uh, thì như vậy những cái uh, với những cái sửa đổi những cái luật như vậy thì nó sẽ bảo đảm được các cái cái uh, cái quyền của người dân trong việc tiếp cận công lý trong cái nghiên cứu chỉ số công lý chúng tôi cũng có đề cập rằng là chúng ta có rất nhiều quyền hiến định đã được hiến pháp uh, quy định nhưng một số quyền hiến định hiện nay thì chưa được bảo đảm bởi vì chúng ta còn thiếu các cái luật quy định thì đấy là một cái nhận xét của nhóm nghiên cứu. thì tôi nhận thấy rằng ở Việt Nam uh, hiện nay thì đúng là chúng ta mặc dù hệ thống pháp luật như ban đầu tôi nói là khá đầy đủ, khá hoàn thiện nhưng chúng ta vẫn chưa được các cái quy định pháp luật nó chưa thực sự là nó phù hợp với thực tiễn hiện nay của Việt Nam cũng như là xu thế đòi hỏi chúng ta phải hội nhập vào thế giới uh, như thông điệp đầu năm của thủ của thủ tướng cũng nêu là chúng ta phải bảo đảm hơn uh, hội nhập chúng ta không chỉ hội nhập về kinh tế rồi còn phải hội nhập cả về các cái khái niệm về quyền con người Cũng như là các cái giá trị khác nữa Thì hy vọng là đúng là hy vọng là hiến pháp sẽ làm cú hích để thay đổi Vâng anh đánh giá như thế nào việc Việt Nam là ở bây giờ nằm trong cái Ủy ban mà nhân quyền của Liên Hợp Quốc ờ, Tôi nghĩ rằng là khi Việt Nam tham gia Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc Thì đây là một, uh, nó không chỉ là một vị thế của Việt Nam được nâng cao uh, Nhưng mà nó cũng sẽ đặt Việt Nam vào một cái thế rằng là việt nam chấp nhận là có dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế trong việc anh bảo đảm các cái giá trị về quyền con người mà uh, liên hợp quốc đã thống nhất trong khi đó uh, đã thống nhất đã, mà việt nam cũng đã phê chuẩn các cái giá trị đấy thì tôi nghĩ rằng là việc việt nam tham gia đúng là sẽ giúp cho việt nam bản thân nội bộ việt nam đẩy cao hơn đẩy mạnh hơn các cái cơ chế bảo đảm về quyền con người ở Việt Nam quay trở lại nguồn gốc là cái 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 căn cơ đó là con người khi mà tập hợp thành sống thành những những cái xã hội và như vậy là những xã hội được tổ chức thành là những nhà nước vâng. thì như vậy là cái bản chất của khi mà sống thành là những cái cái nhóm vâng, 16, người đó vâng. thì xã hội đó thì cái con người đương nhiên là lúc nào cũng cũng có những cái sự tranh chấp và vâng. xung đột phải không anh? Vâng, Và được. trước đây thì trong cái thời kỳ sơ khai thì người ta tự xử với nhau. Vâng. Nhưng mà khi có nhà nước pháp quyền thì là xử bằng pháp luật. Nó vâng. đã được phân xử. Vâng. Nó rõ ràng. Như vậy thì thì rõ ràng là cái quyền đầu tiên là cái quyền tranh cãi của người ta. Vâng. Đúng không? Là cái đúng quyền được. của mỗi người. Rồi sau đó thì cái quyền đó được là ủy quyền. Được vâng. ý quyền cho 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 nhà nước. Vâng. À, thì như vậy là rõ ràng là hồi nãy mình có nói là cái 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 mà quy luật là à bất đẳng thủ lý đó. Vâng. Như vậy thì cái quyền cái quyền được phân xử phải là cái cái quyền của mỗi công dân. Vâng. À, đúng đúng, không đúng à? rồi, mà đúng chúng rồi. chúng ta khẳng định điều đó ở trong cái xã hội trong cái nhà nước pháp quyền của chúng đúng ta. À. Đúng là một xã hội văn minh là chúng ta cái quyền mà được phân xử là phải được bảo đảm. Và cái được đẩy mạnh hơn nữa là quyền được phân xử một cách công bằng là cần phải được cần phải được bảo đảm trong cái các cái xã hội về văn minh về dân chủ thì uh, chúng ta hiện nay là đang uh, đã vượt qua được cái giai đoạn là quyền được phân xử đang, là chúng ta sẽ cố gắng bảo đảm các cơ chế phân xử cho người dân nhưng chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện để làm sao người dân có được cái sự phân xử đấy một cách công bằng và đem lại người dân sẽ cảm thấy rằng là nhà nước đã đem lại công lý cho họ. Vâng, xin cảm ơn anh. À, kính thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi chương trình à, 45 phút về công lý và quyền tiếp cận công lý. À, vâng, à, với đề tài này thì chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất là thú vị à, Với luật sư Nguyễn Hương Quang, trưởng nhóm nghiên cứu về chỉ số à, công lý tại Việt Nam Vâng, à, chương trình của chúng tôi hy vọng đã đem lại à, cho quý vị những giá trị thông tin đáng tham khảo Vâng, và một lần nữa xin được hẹn gặp lại, à, lại quý vị trong những chương trình khác Xin cảm ơn luật sư Hương Quang Dạ xin cảm ơn anh